Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21 tháng 6 cho biết, tin tức loan ra trước đó về việc ngừng truy tố những người băng qua biên giới Mỹ bất hợp pháp cùng với con nhỏ là không chính xác và rằng chính sách không khoan nhượng không có gì thay đổi. Reuters dẫn lời bà Sarah Ecker Flores, phát ngôn nhân Bộ Tư pháp cho biết, không có gì thay đổi trong chính sách không khoan nhượng của Bộ Tư pháp là truy tố những người trưởng thành băng qua biên giới bất hợp pháp thay vì xin quy chế tị nạn tại cửa khẩu biên giới. Trước đó, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết, chính quyền của tổng thống donald trump sẽ dừng truy tố các di dân bất hợp pháp có con nhỏ cho đến khi nhà chức trách mỹ có đủ nguồn lực để giam giữ họ